Trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 6, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức sự kiện giới thiệu trái vải tươi tại lễ hội Việt Nam ở Tokyo năm 2022. Vải thiều Thanh Hà được lựa chọn trưng bày tại đây do công ty cổ phần Amei Việt Nam tài trợ nhằm quảng bá sản phẩm quả vải tươi Thanh Hà với chất lượng thơm ngon vượt trội. Sau 5 năm đàm phán, tháng 12 năm 2019, quả vải tươi Việt Nam được chính phủ Nhật Bản đồng ý cho xuất khẩu chính ngạch vào thị trường này. Lô vải thiều 5 tấn đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu sang Nhật Bản là lô vải thiều Thanh Hà. Tuy nhiên, vụ thu hoạch vải năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Việt Nam chỉ xuất khẩu được 40 tấn quả vải tươi sang Nhật Bản. Đến vụ thu hoạch thứ 2 năm 2021, sản lượng vải xuất khẩu sang Nhật Bản tăng gấp gần 10 lần năm 2020 và dự kiến năm nay sản lượng vải thiều xuất khẩu sang Nhật Bản sẽ tăng từ 5 đến 6 lần so với năm 2021. Công ty cổ phần Amei Việt Nam là doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam về sản lượng xuất khẩu vải thiều tươi sang Nhật Bản, trong đó chủ lực là vải thiều Thanh Hà. Việc vải thiều Thanh Hà được lựa chọn trưng bày tại lễ hội trái vải tươi Việt Nam ở Tokyo năm 2022 sẽ là cơ hội để quảng bá nông sản đặc trưng của huyện Thanh Hà nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung đến với người tiêu dùng Nhật Bản.